Nhưng mà tại sao hôm qua anh nói với em là anh chỉ cần em là chính em thôi, anh không có quan tâm bên ngoài của em mà. Thì anh có quan tâm bên ngoài đâu, tại vì anh thấy cái tóc này không được. Rồi, vậy thì đi, em không thích, đi, muốn đi thì đi, đi. Muốn đi thì đi, cái gì? Chị ơi, để em cạp giả ra cho chị, rồi đi, không lẽ anh chị tính để vậy đi thì kỳ lắm. À, vậy... Vậy là em đồng ý đúng không? Chị ngồi đi, kẹp chùm nha anh. Ủa, đi. Em có đồng ý thế nào đâu. À. Anh xấu hổ đúng không? Em chưa đồng ý mà, đúng không anh? Em có đồng ý anh chưa? Đúng không anh? Tự nhiên kêu mình vậy là đàn ấy là bị xấu hổ không anh? Em nói gì vậy? Anh đang lo lắng cho em đó, em ngồi xuống cho ta làm đi. Ủa, mất quá vậy em phải ngồi? Trễ giờ đi đám cưới rồi sao? Anh xấu hổ cho nên anh mới bắt em ở đây làm đúng không? Anh muốn đi một mình nữa chứ gì? À, được rồi, anh xin lỗi, vậy mình đi nha, đi. 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 Thì đi, đi thôi. Vậy thôi mà sao em cứ lực thuộc người không vậy? Nè, em lấy cái túi sách nè. Được chưa? Bye bye nha. Anh buông tay bạn gái em ra. Buông tay bạn gái em ra. Tự nhiên kêu người ta buông, bọn anh xấu hổ hả? Đúng không? Em được cái gì vậy? Mình trễ giờ đó, đi được chưa? Đi. Ừ, đi. Cái gì vậy? Em bạn gái anh là bạn gái anh đó. Đi, đi, đi. Thôi, em lên nhà đi. Dạ. Sao mặt buồn hiu bí xị vậy? Từ lúc đi về tới giờ anh để ý rồi đó nha. Dù sao hồi nãy anh cũng tới trễ rồi. Sao anh không ghé nhà thay đồ cho chỉnh chu chút xíu rồi hãy tới? Nghĩ sao mà về nhà thay đồ? Về nhà thay đồ mà quay lại quán cà phê chắc bạn em về tám đời dương rồi. Nhưng mà anh cũng biết là buổi gặp mặt của bạn bè em mà, anh cũng phải suy nghĩ cho em chút xíu chứ, ăn mặc đàng hoàng chút xíu. Chỉ em sao? Ý em là đang chê anh đó hả? Là mất mặt cho bạn bè em hả? Tôi có, em không có ý đó. Ý em là như vậy gì nữa? Không phải. Ai biểu lúc nào em khoe với bạn em là anh đẹp trai hay chi, rồi bạn em gặp là thất vọng. Thật ra ý em không phải như vậy, ý em là cách cư xử của anh trước mặt bạn bè em kìa, anh hiểu không? Anh không biết cư xử gì hết trơn à. Em nghĩ sao vậy? Nếu anh mà em hả, anh sẽ khác. Dù cho bạn gái anh tóc tai không có đẹp gì đi nữa, hay áo quần xốc xếch, hay là em có gì tật đi nữa, thì em vẫn là bạn gái của anh, sao đâu. Thôi được rồi, nếu như em đến gặp bạn anh thì em sẽ như thế nào? Tất nhiên rồi, em không bao giờ làm cho anh mất mặt đâu. À vậy đúng không? Vậy thì ngày mai có đám cưới bạn anh nè, anh rất trông chờ cho em sẽ lộng lẫy như thế nào đó. Anh yên tâm đi nha, em á là người bạn gái rất là biết giữ sĩ diện cho bạn trai của mình đó. Thì không? Thiệt. Vậy ngày mai đám cưới bạn anh nè, anh rất trông chờ em sẽ lộng lẫy giữ thể diện cho bạn trai như thế nào. Tất nhiên rồi. Mà nè, sẵn tiện em nhớ hẹn gặp bạn của em đi nha, để cho thấy bạn trai của em đẹp thế nào, ngày mai anh mặc vest đó. Thôi đi, ấn tượng đầu tiên mới quan trọng kìa. Thì có sao đâu, mình vớt vát được lúc nào hay lúc đó. Em biết rồi. Vậy nha. Bye bye anh. Bye bye, mình ngủ ngon nha. Chị ơi, hôm nay chị ráng làm cho tóc em đẹp thiệt là đẹp nha chị. Tại vì hôm nay em đi đám cưới á. Em yên tâm, khách quen mà, chị sẽ làm cho em thiệt là đẹp. Dạ. Alo, anh Phúc hả? Em đang đi làm tóc ở gần nhà nè. Ủa, em làm gì vậy? Đi uống tóc hả? Tại vì hôm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy em là một người bạn gái rất biết giữ sĩ diện cho bạn trai của mình. Anh đang háo hức đây. Anh không tưởng tượng được là em sẽ đẹp như thế nào luôn á. Em chắc chắn anh sẽ rất là bất ngờ cho coi. Vậy mấy giờ anh tới đón em được? Dạ khoảng 10 giờ rưỡi nha. Anh qua đón em. Ok, lát anh gặp nha. Dạ, bye bye anh. Tôi có công chuyện đi đây chút. Cậu đợi 30 phút rồi tháo và sấy tóc cho cô Điệu Huyền nha. Rồi em biết rồi chị. Cô ngồi đây nha, chút hồi có cậu này sẽ làm tóc cho cô thiệt là đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Chị đi nha. Dạ, bye bye chị. Bye.
Anh ơi, hồi nãy chị đi, chị nói tấu em nửa tiếng nữa tháo ra, mà bây giờ một tiếng hơn rồi anh. Thôi chết. Chết. À, chị, em xin lỗi, nãy giờ em bận làm với chị bên đây á, nên để hơi bị quá giờ chút xíu. Quá giờ vậy rồi, tóc em có sao không anh? À, chắc không sao, nó hơi rối chút xíu thôi, không sao. À, hơi rối ha. Vậy có gì anh ấy ra lại, đừng có rối quá giùm em nha. Anh ơi, cái này là nó quéo luôn rồi chứ, đâu phải nó rối chút xíu đâu anh. Em xin lỗi chị. Em sắp đi đám cưới mà. Ủa? Em ơi, xong chưa? Xong. Ủa sao tự nhiên anh tới đây vậy? Thì em kêu anh 10 rưỡi qua đón em. Bây giờ 10 rưỡi rồi nè. Nhưng mà em... Tại tóc em... Anh để lố nửa tiếng rồi. Cho nên bây giờ anh không thấy tóc em sao? Thì em phải thả tay xuống anh mới thấy sao được chứ. Bỏ tay ra. Nhìn tóc em, anh thèm mi sao giòn quá. Mà sao nó sai sai vậy? Sao em để tóc gì kỳ vậy? Mi sao giòn vậy? Không mấy để chị, để em duỗi lại cho chị. Duỗi thẳng lại khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là xong. Không kịp rồi, bây giờ anh phải đi đám cưới liền. Có cách nào khác không em? Giờ làm sao bây giờ? Hả anh? Giờ làm sao đây? Bây giờ anh tính vậy nè, hay là em ngồi đây, em duỗi tóc lại đi. Anh đi ăn đám cưới một mình, ăn xong quay đón em được không? Cái gì? Tại sao lại đi một mình? À, hay là anh dắt em đi chung, rồi tóc em vậy rồi anh sợ xấu hổ đúng không? Làm gì có. Anh lo cho em thôi. Anh chỉ sợ là em xấu hổ chứ mắc mới gì anh xấu hổ. Đó kìa kìa, nhìn cái mặt anh kìa. Cái gì? Đúng rồi, anh dắt em theo á, anh sợ người ta nhìn thấy em. Xong rồi cái thấy anh có một người bạn gái tóc kỳ cục, tóc vừa quéo mà bên thấp bên cao tùm lum vậy. Anh sợ người ta cười anh xấu hổ chứ gì. Ủa nhưng mà tại sao hôm qua anh nói với em là anh chỉ cần em là chính em thôi, anh không có quan tâm bên ngoài của em mà. Thì anh quan tâm bên ngoài đâu, tại vì anh thấy cái tóc này nó không được rồi. Vậy thì đi, mấy em còn thích đi, muốn đi thì đi, đi muốn đi thì đi. Cái gì? Chị ơi, để em cạp giả ra cho chị rồi đi, không lẽ anh chị tính để vậy đi thì kỳ lắm. À vậy vậy là em đồng ý đúng không? Chị ngồi đi, kẹp chùm nha anh. Ủa em có đồng ý thế nào đâu? À? Anh xấu hổ đúng không? Em chưa đồng ý mà đúng không anh? Em có đồng ý anh chưa? Đúng không anh? Tự nhiên kêu mình vậy là đằng ấy là bị xấu hổ phải không anh? Em nói gì? Ủa? Vậy anh đang lo lắng cho em đó. Em ngồi xuống cho ta làm đi. Ủa mất quá vậy em phải ngồi, trễ giờ đi đám cưới rồi sao? Anh xấu hổ cho nên anh mới bắt em ở đây làm đúng không? Anh muốn đi một mình nữa chứ gì? À được rồi, xin lỗi. Vậy mình đi nha, đi. 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 Thì đi, đi thôi. Vậy thôi mà sao em cứ lực thuộc lùi không vậy? Nè, lấy cái túi sách nè. Được chưa? Bye bye nha. Anh buông tay bạn gái em ra. Buông tay bạn gái em ra. Tự nhiên kêu người ta buông, bộ anh xấu hổ hả? Đúng không? Em được cái gì vậy? Mình trễ giờ đó, đi được chưa? Đi. Ừ, đi. Cái gì vậy? Em bạn gái anh là bạn gái anh đó. Đi, đi, đi. Ủa sao? Sao anh? Con chim bự quá ha. Nó đang xẹt cánh nó bay kìa. Trời ơi, bự vậy trời. Đâu, em có thấy con chim nào đâu. Đó, trước mặt kìa đó. Anh sợ rồi, em có thấy con chim nào đâu. Ủa? Cái đèn hả? Vậy anh tưởng đa bàn nó xẹt cánh chứ trời. Ôi đất ơi, anh kiếm chuyện đúng không? Cái đèn bự vậy, đèn đường của người ta mà con chim gì? Hay là do anh xấu hổ đúng không? Anh không muốn nắm thêm cái gì? Đâu có, tại vì tay em ra mồ hôi nè. Đâu mồ hôi đâu, khô queo kìa mồ hôi đâu. Anh mới chùi nó hết đó chứ. Chứ không phải anh xấu hổ hả? Xấu hổ đâu, xấu hổ, nắm tay lại nè. Thì nắm vô. Thì nắm nè, đó, người yêu của mình mà, có gì đâu xấu hổ trời. Em đeo tóc dễ thương mà. Dễ thương gì vậy? Bung nút nè. Bung nút hồi nào đâu? Anh mới gắn lại đó. Anh sợ đúng không? Anh xấu hổ đúng không? Xấu hổ đâu xấu hổ trời. Chứ còn gì nữa? Nắm tay đi, nắm tay nè. Dạ. Rồi nắm nó hay chưa? Xe để đâu vậy không biết nữa. Nó. Bung như vậy. Bung như vậy nè. Cái gì có bung đâu?
anh mới cùng ai đó chứ. Phải không? Phải. Đi, đi, đi. Chứ phải anh xấu hổ không? Anh sợ người ta biết em người yêu anh mà kỳ cục đúng không? Đâu, người yêu anh đẹp mà, để tóc mà đẹp mà. Xe đâu? Xe tôi sao quá vậy? Em để xe. Trời ơi, đi chừng nào mới tới. Sao anh không dắt xe lên gần gần chỗ làm tóc đi? Em bị gì vậy em? Chiếc xe em sao dắt lên được cái bậc thang, bậc sao dắt lên được em? Nguyên cả gia đình dòng họ anh khi còn hôn lên không nổi rồi bắt mình anh dắt lên. Em sao vậy? Thì đi đi. Ngày gì mà sao ai cũng ra đường đông quá vậy? Cái gì vậy? Gió lạnh mỏ ác nè. Mỏ ác liên quan em hết tóc liên quan đến mỏ ác mà. Lạnh đó là bệnh rồi. Rách cái đồ vest của anh. Nhưng mà em lạnh nên bệnh rồi, bây giờ lạnh quá, là gió quá. Đi đâu? Ba đường đi xa. Thấy đường không vậy? Thấy đường rồi. Em chịu quá, ê làm gì có vậy? Đường trời em nhục nhục. Đi đi đi. Dạ. Thì như biết bạn em đúng không? Đó. Đó. Biết bạn đúng không? Sao vậy? Nè. Đang xấu hổ đúng không? Đang mất cỡ đúng không? Hồi nào, em có xấu hổ mất cỡ hồi nào đâu. Thôi đi, mặt em kìa, trắng bệt ra rồi kìa. Anh thì có, anh đừng có đổ thừa cho em. Anh làm gì có. Em có không? Không. Vậy thì đi. Khoan đã. Quay lại hả? Vậy thì quay lại. Nè, sao tự nhiên anh quay lại vậy? Ủa? Em đâu có nói gì đâu. Vậy thì quay lại. Ủa, sao anh quay lại nữa? Thôi đi, em nhìn em đi, mà em trắng mệt rồi kìa. Em không có, anh thì có, anh ngại lắm đúng không? Làm gì có. Được rồi, vậy thì quay lại. Nè, anh quay lại nữa hả? Chứ sao? Thôi, anh tắp vô đi, anh tắp vô. Tắp thì tắp. Nè, tắp vô đi, tắp vô, dừng lại. Dừng lại cái gì? Em nhìn lại mặt em đi. Càng lúc càng trắng mệt rồi kìa. Còn anh nữa, anh mới thôi đi á. Anh thôi đi cái gì? Chứ còn gì nữa. Vậy giờ sao? Khỏi đi ha. Khỏi đi thì khỏi đi luôn đi. Nè, đáng lý ra em phải thừa nhận với anh sớm là em xấu hổ rồi. Mà công nhận cũng ngộ thiệt nha. Từ ngày cuộc đời của anh có cô giáo Dự Hiền á, nó sao sao á, nhiều ca khó đỡ dễ sợ luôn. Ca đỡ gì mà khó đỡ. Em có nói gì đâu anh. Anh xấu hổ không? Anh đâu có xấu hổ đâu nữa. Được rồi, xin lỗi được chưa? Anh xin lỗi được chưa? Bây giờ sao? Giờ đi ăn ha. Không. Vậy em muốn gì? Em muốn đi dụi tóc. Đương nhiên phải đi dụi tóc trước rồi. Chứ nghĩ sao giờ anh chở người yêu anh đi ăn mà đầu tóc mì tôm như vậy. Ghê. Anh thiệt em nha, lúc bước xuống cầu thang á là anh cũng buông đem rồi đó. Thiệt. Được rồi, được rồi, xin lỗi, đừng khóc. Rồi, khóc lem rồi xấu kìa. Tóc có bị tôm rồi khóc nữa. Rồi, được rồi, được chưa?